Dạ vâng, em Khả Năng xin kính chúc tất cả mọi người đang xem clip của Khả Năng Ô Tô lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Khả Năng Ô Tô chuyên mua bán trao đổi những dòng xe đã qua sử dụng từ 2 đến 16 chỗ. Địa chỉ An Lão, Hải Phòng, số điện thoại 0326062789. Xe kìa các bác nhìn này, rất nhiều xe cho các bác lựa chọn nhé. Đây một ngày về này, anh em nhìn này, miên man luôn, xe cộ rất nhiều, tha hồ lựa chọn anh em nhé. Đấy, máy gầm chất, keo chỉ zin, không đâm đụng va chạm gì. Đó là em đang tâm mô tả về một chiếc xe biển Hà Nội tư nhân chính chủ 30H04858 đời 2015, phiên bản số sàn, động cơ 1.3. Đấy, biển Hà Nội, màu bằng nước sơn màu bằng cát các bác nhé. Đấy, máy gầm cực kỳ ngon. Anh em hỏi dòng này có qua dịch vụ không thì Khả Năng Ô Tô cũng chẳng ngại với các bác. Động cơ 1.3, chủ yếu những mẫu xe này người ta thường thường là mua về kinh doanh dịch vụ anh em. Thường nó có rất là ít, hiếm lắm anh em. À, người ta đi gia đình kể cả 1.5 luôn, số sàn luôn. Đấy, bản đủ bản thiếu luôn. Chỉ có số tự động thì em chịu thôi. Số tự động thì có thể, dịch vụ có thể không thôi. Số bị động ở miền Nam các bác cũng chạy dịch vụ hết. Đấy, chẳng có gì là sai trái khi mình một chiếc xe bán ra không có ai mua cả, đúng không ạ? Đấy, nó có cái dịch vụ và nó đẹp là được. Còn lại nó đâm đụng va chạm thì cũng có người khác bán nhưng nó rẻ hơn. Chứ không thể vứt một chiếc xe mà hơi đâm đụng va chạm vứt đi được, đúng không ạ? Đấy là mình cứ nói chân tình với nhau như vậy thì được, tránh những trường hợp là mất lòng trước được lòng sau, đúng không? Thì mình cứ chơi luôn, thẳng căng luôn, cam kết không đâm đụng gì trước này. Máy zin, keo chỉ zin đời 2015. Em có một chiếc nữa 2014, hai chiếc màu vàng cát cho bà con lựa chọn. Với cửa tiền 286 triệu đồng, Khả Năng Ô Tô sẽ bao rút hồ sơ chiếc này cho các bác. Đó, đời 24 thì rẻ hơn một chút nữa. Anh em nào quan tâm alo trực tiếp Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789. Mang nước sơn màu vàng cát, chiếc xe Vios biển Hà Nội tư nhân chính chủ. Xe không đâm đụng va chạm gì. Máy số zin nhé các bác nhé. Khác hoàn toàn với một chiếc xe mà nó đâm đụng va chạm rồi hay là nó lỗi, này nó ngập nước thì nó rẻ lắm. Nó có thể nó chỉ bán tầm 230-240 thôi, nhưng anh em đừng có mà nào vào mà mua. Đấy, thì màu sắc thì bên em có màu đen, màu trắng, màu vàng cát các bác nhé. Đấy, sắp tới có cả màu đỏ đời 2017 cơ. Nên là anh em cứ lựa chọn thôi, cân đối nhỉ? Alo trực tiếp cho Khả Năng để xem xe. Chiếc xe này về anh em sẵn đi, không cần làm bất cứ một cái gì cả, từ sơn xi, máy gầm, không cần làm vấn đề một vấn đề gì nhỏ cả. Xe trang bị đầy đủ hai túi khí nhá, 4 năng đúc này, gương kính chỉnh điện theo xe. Rồi thì gập gương rồi cái xi nhan gương tích hợp, anh em đã nâng cấp đầy đủ hết như bản e đủ rồi. Nó chỉ thiếu bản đủ một mỗi cái là gì thôi, là nó không có ABS thôi. Thì chính vì thế mà giá nó rẻ hơn so với bản đủ khoảng tầm 340 triệu anh em nhé. Bản đủ đời 2015 anh em mình mua xe đẹp thì nó phải tầm khoảng 320 rồi. Đấy thì các bác cứ cân đối thôi, bản thiếu thì nó tầm tiền này. Anh em nào mà cần chiếc này thì cứ alo trực tiếp với Khả Năng Ô Tô. Đến xem xe liên hệ với Khả Năng qua số điện thoại 0326062789. Mẫu xe Vios màu vàng cát đời 2015 tư nhân chính chủ biển Hà Nội nhé. Không đâm đụng va chạm ngập nước. Máy số zin, keo chỉ zin chứ không phải là mấy cái dòng xe vớ vẩn đâu. Đấy, nên mọi người cứ phải lựa cân đối hợp lý này. Chúng ta đến với nhau chân tình. Đấy. Rất nhiều anh em đang hỏi Santa Fe Gold. Đây, hôm nay vừa về Santa Fe Gold đây. Ông nào muốn mua Santa Fe Gold thì alo ngay nhá. Ông em nói trước là chỉ cần 3-4 hôm là bay mất này. Đấy, Santa Fe Gold là máy dầu, số tự động nên là nó rất bán rất là nhanh, nhạy. Hơn 200 triệu đồng thôi, cửa tiền hơn 200 triệu đồng. Bán rất là nhanh và nhạy nhá các bác nhá. Alo trực tiếp cho Khả Năng Ô Tô đi. Xem xe tại Hải Phòng. Tập trung vào nhân vật chính thì chiếc này đăng kiểm tháng 1 năm 2022. Còn dài, nói chung còn 2 tháng nữa để cho bà con, hơn tháng nữa để cho bà con về đi tiết xong rồi anh em đi đăng kiểm cũng được. Đăng kiểm thì 1 năm thì hết khoảng tầm hưởng 2 triệu nhé các bác nhé. Xăng dòng này thì động cơ 1.3, máy của nó là chính là cái máy của chiếc Toyota Yaris các bác nhé. Yaris nhập khẩu từ Thái Lan, nên là động cơ 1.3 tư nhân chính chủ. Nên là máy còn zin nên là tiết kiệm nhiên liệu lắm. Nó chỉ tiêu hao tầm khoảng 5 lít rưỡi xăng trên 100 km mà thôi. Rất là tiết kiệm. Sơn xi bên ngoài rất là đẹp rồi, thì chúng ta cùng kiểm tra cái phần nội thất bên trong xem tình trạng sao. Thì form rất là căng, form phùng rất là căng, tôn vỏ mỏng tanh các bác nhé. Đấy, chúng ta cùng kiểm tra cái phần khoang máy nội thất xem tình trạng nội thất nó như nào nhé. Ui giời, đẹp sạch sẽ, đã lên nội thất hai màu như bản e xịn các bác nhé. Đấy, về nguyên tắc bản Z và bản Nimo thì nó có màu đen tuyền thần bí, đây là đã lên nâng cấp đầy đủ theo bản e rồi nên rất là chắc chắn và đẹp. Mang nước sơn cũng kim cao chỉ cánh cửa nguyên zin luôn các bác nhé. Nguyên zin keo chỉ, không mất phân keo chỉ nào luôn. Đấy, nội thất này, vô năng này. Vô năng bọc da, xong rồi cái mặt còi nó không bị mòn. Có màn hình Android các bác nhé. Trần nỉ nguyên bản sáng trưng, đẹp lắm. Nói chung là sẵn đi rồi anh em về chỉ việc đổ xăng thôi. Máy gầm cực kỳ ngon, chắc lịch.
đi tổng khoảng chục vạn rồi. Nhưng mà chục vạn chuẩn thì cái dòng này có dịch vụ thì nó tầm khoảng hơn 20 vạn rồi. Đấy. Nhưng mà chục vạn này chưa chắc đã chuẩn, nhưng mà nó đẹp các bác nhé. Nên nhớ như vậy. Nó đẹp với cửa tiền thôi, chứ anh em mà muốn mua xe mới thì nó đẹp hơn là đúng rồi. Nhưng với cửa tiền này thì khả năng ô tô bán chiếc xe rất là chết. Đấy, em có quay những dù em có quay nhiều xe đi nữa thì anh em mà muốn mua xe nào phải alo trực tiếp cho Khải Đăng để làm việc xe đó. Không thể cứ đồng loạt xe nào cũng cam kết hết cho các bác được các bác nhé. Nên các bác cứ nên nhớ rằng muốn mua cái gì thì hỏi xe em, hỏi Khả Năng Ô Tô đây, em chuyên ở nhà phục vụ cho các bác hỏi. Đấy, Đăng ơi, chiếc này như nào em, tình trạng xe như nào? Đấy, em trả lời hết, có dịch vụ không em? Có anh ơi, nhưng mà nó đẹp lắm, nó mới lắm, zin lắm. Hoặc là nó bị va tí tai nhẹ nhẹ anh ạ. Đấy, hay là nó bị sứt tí chỉ cabo anh có lấy được không? Đấy thì em trả chuẩn cho anh. Nó không vấn đề gì cả, anh có lấy được thì em lấy, không lấy được thì thôi anh em mình ra đây quân khác, đúng không? Tránh cái trường hợp mất lòng nhau rồi nói dối rồi thì bóc phốt nhau nó mất thời gian. Mình cứ làm thật ăn thật. Đây các bác nhìn thấy phần nốt của nó này, cua lốp còn nguyên chỉ này. Và là nốt, nó đánh nốt cực kỳ sâu luôn nhá. Cực kỳ sâu luôn. Chưa hề có mất tí phân chỉ nào. Ui giời, nội thất đẹp lắm, con này nội thất xuất sắc luôn các bác nhìn này. Đó, xuất sắc luôn. Giá tiền nó rất là hợp lý, chỉ với 286 triệu đồng thôi. Đời tận 2015. Đấy. Tapi vân sần cánh cửa các thứ còn nguyên hết anh em nhìn này, đẹp lắm, xuất sắc luôn. Theo chỉ zin hết nhá. Em lấy cánh cửa bốn cánh là zin hết này. Chúng ta cùng kiểm tra cái phần khoang máy động cơ đi, gầm bệ xem nào. Đây là phần gầm của xe các bác nhé. Đấy chưa? Anh em cứ nói là xe dịch vụ nó xấu nhưng mà tùy người thôi. Tùy ông thôi, ông nào ông đi phá thì nó hỏng xe, chứ còn xe người ta mua thân quyền người ta chạy thì chẳng có ngại gì cả anh em ạ. Đấy, đây anh em nhìn này, đấy. Đẹp căng luôn. Có những chiếc xe mà nó lỗi một chút thì giá nó lại rẻ đi. Đấy. Nhưng mà mọi người đừng có so sánh cái chỗ xe lỗi với xe không lỗi. Lắm lúc nó hơi buồn. Anh thấy chỗ này nó bán rẻ, ứ đấy anh lên đấy anh mua thì em chơi ngay. Ông nào mà bảo anh thấy chỗ này bán rẻ phát em bảo vâng anh thấy nên đấy anh mua ngay. Vì đã theo dõi kênh của Khả Năng Ô Tô lâu rồi thì sẽ biết được là em thẳng tính lắm, em chơi ngay, có sao nói vậy. Anh em hỏi em ơi con này có dịch vụ không, trả lời luôn các bác luôn là có dịch vụ. Giấu các bác làm cái gì cho nó bận. Đúng không? Mình cứ phải nói chuẩn với nhau cho đỡ bất công. Màn hình này. Cam lùi. Ủi nét lắm, đẹp lắm rồi, màn hình Android. Có tích hợp Wi-Fi và Bluetooth các kiểu, anh em có thể nối mạng. Hoặc là phát vào mạng từ điện thoại để cho nó bắt. Đi đường nó chỉ đường cho. Đây là vô năng rất là đẹp nhé. Chúng ta cùng kiểm tra phần khoang máy này. Gương điện cụp xòe này. Cụp xòe gương đầy đủ hết nhé. Đó, không phải làm gì đâu. Về chỉ việc đổ xăng thôi. .3 này, tiết kiệm nhiên liệu tuyệt đối. Còn 5 lít rưỡi xăng trên 100 km thôi. Hỗn hợp thì tầm 6 lít rưỡi. Trung bình thì tầm khoảng 6 lít quay đầu. Giá rẻ. Ui đăng kiểm tháng 1 năm 2023 các bác. Dài lắm, miên man luôn. Đấy, phần keo chỉ cabo đây. Anh em có thể phần nhìn thấy chỉ ốc nỗ cái phần đầu cabo này, chỉ đây. Đấy đường chỉ này nó là đường chỉ đánh dấu cái sự zin của nó, còn zin mà, đẹp lắm. Đây. Đây anh em nhìn này. Đấy anh em hỏi ốc cabo là vì sao lại ra thì người ta sơn người ta phải ra cabo thì nó mới đẹp được. Nhiều ông cứ đòi ốc cabo cũng chưa mở cơ. Thế phải đợi 2020, đợi 2019 may ra còn. Đã sơn người ta phải bỏ ra người ta sơn. Xước sơn răm sơn dung người ta sơn hết cả xe là bình thường. Đấy, nói chung là đẹp sạch sẽ rồi. Sơn lại càng tốt. Thì anh em về đỡ phải sơn. Nhiều ông cứ đòi sơn zin thì đi ngoài đường người ta đắp chiếu đâu mà sơn zin được, đúng không? Kể cả đời 2020 người ta vẫn làm bảo hiểm nửa xe một suốt ngày. Này máy zin luôn các bác nhé, máy zin nó êm lắm anh em, êm lắm, mặt máy còn chưa mở kìa. Đó, rất là đẹp. Ốc thì vặn rồi đấy nhưng mà máy thì còn zin anh em ạ, máy thì còn zin, vách luôn còn zin. Nói chung là sạch sẽ đẹp đẽ, máy êm lắm, zin không quan trọng. Quan trọng nó phải ngon và êm như này, đi bốc máy êm không có hơi thừa. Đấy, thế mà máy ngon. Dầu vàng chóe này, anh em về không phải thay. Đi lại thôi, kiểm tra tí nước làm mát và cái dầu máy là quan trọng nhất nhé. Bình ắc quy cũng rất là mới và đẹp. Nét căng này, đầu dàn sắt xi còn nguyên zin luôn, không hề đâm đụng va chạm gì. Khoang máy này là rất là ok rồi. Với giá tiền hiện tại bên em chào bán chỉ có hơn 280 thôi. Đến xem xe thì alo trực tiếp Khả Đăng qua số điện thoại 0326662789. Xin chào, cảm ơn tất cả mọi người quan tâm theo dõi. Xin chào mọi người trong clip tiếp theo.